là đi học tập gương điển hình song song với cái việc là học tập tập trung ở trên lớp thì anh thấy như nào ạ? Thì tôi thấy rằng là song song giữa học đi học ở trên lớp và được học tập các gương điển hình thì mình sẽ thấy được là cái thực tế khi học và khi ra áp dụng vào thực tế những cái công cụ được học ở trên lớp, và mình ra thực tế thì mình sẽ rút ra được cái kinh nghiệm và mình sẽ áp dụng tốt cho cái việc của mình sau này. Được chưa? Rồi, vâng, cảm ơn anh.